Em xin chào bà con, xin chào các bạn nha. Thì rất cảm ơn bà con và các bạn đã ghé thăm cái kênh của em. Thì em xin chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công nhé. Thì hôm nay á, em làm cái video này thì để em chia sẻ với bà con như thế này là cái về việc nuôi lươn và nuôi lươn con. Thì hôm trước em cũng đã có chia sẻ cái mô hình nuôi lươn, nhưng mà lúc đó thì lươn nó lớn rồi. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với bà con cái kỹ thuật, cái cách mà mình chăm sóc cái lươn con như thế nào để cho nó đạt. Chứ em bé mà khó nuôi lắm chứ không phải dễ đâu bà con à. Vậy thì em nói với bà con như thế này đây. Có những bà con đã chăn nuôi rồi, có những bà con đã từng trải và có những bà con đã biết được cái kỹ thuật nó như thế nào rồi. Có những thất bại, có những thành công rồi đúng không bà con? Thì hôm nay em sẽ chia sẻ tới trên tinh thần là em biết cái gì thì em nói cái đó. Có thiếu sót thì bà con hãy bình luận và chia sẻ lại giúp em cũng giống như những bà con chưa biết nha. Thì em lời đầu tiên thì em xin cảm ơn bà con. Nếu như bà con đã biết, đã có kinh nghiệm thì bà con hãy chia sẻ, hãy bình luận thêm, hãy góp ý thêm cho em. Em rất sẵn lòng và cảm ơn bà con nha. Thì em nói với bà con như thế này, có nhiều bà con hỏi em là có lươn giống hay không? Rồi có bán không? Thì em nói với bà con như thế này, em thì thật sự á, em chỉ là chia sẻ đó. Chứ con giống thì em không có, và cái hướng định hướng á, thì em cũng sẽ làm, nhưng mà làm thì quy mô nhỏ thôi, quy mô là mình tự làm, tự nuôi, tự làm, tự cung, tự cấp, chứ mình không có đi mua con giống nữa. Tại vì em cũng giống như bà con vậy đó, mua con giống thật là khó, khó vô cùng. Nó nói thật với bà con vậy. Và mình giống như cái video trước em đã chia sẻ đó, là mình bị phụ thuộc vào cái trại chăn nuôi, cái trại con giống đó. Thì vì thế mà em cũng sẽ làm thử, không phải làm thử mà làm thiệt luôn đó, làm mình tự ép, tự làm, tự cung, tự cấp, và nếu có dư thì em sẽ chia sẻ cho bà con nha bà con đó. Thì có rất là nhiều người luôn, có rất là nhiều anh chị em hỏi ở xa cũng giống như ở gần cũng có hỏi em đó, về cái kỹ thuật để mình ép lai tạo và mình nuôi. Thì đối với thật sự mà nói á, cái kỹ thuật ép nó cũng không có khó, mà khó ở đây là mình cái cách mà mình chăm sóc cái con lươn con thôi. Tại vì cái con lươn con nở nó lên thì bà con phải chăm sóc nó khoảng 1 tháng 2 tháng thì bà con mới bán được. Tháng ngoài 2 tháng chứ tháng bán cũng không được đâu. Tháng ngoài 2 tháng mới có thể bán được. Vì vậy mà cái công việc chăm sóc nó đòi hỏi thời gian rất là nhiều. Nếu như mà mình có thời gian mình làm thì mình hãy làm, còn không có thời gian thì thôi mình đi mua cái con giống đi cho nó tốt. Mà em nghĩ như thế này nè bà con, nếu như bà con đã chấp nhận nuôi lươn thì bà con đã dành thời gian cho nó rất là nhiều rồi, thì tại sao mình không tự sản xuất luôn bà con mà mình phải đi mua, đúng không? Đó thì thôi em chia sẻ với bà con như vậy, em gợi ý cho bà con như thế. Khi nào em làm được và thành công em sẽ chia sẻ lại cho bà con biết là như vậy, và nếu như có dư con giống thì em cũng sẽ chia sẻ đến cho bà con nhé. Thôi thì bà con hãy theo dõi cái video của em để biết về cái cách là mình nuôi dưỡng cái con lươn nhỏ như thế nào nhé bà con. Kính thưa bà con, kính thưa các bạn, thì trước mắt bà con và các bạn đó là cái bầy lươn nhỏ mới bắt về đó, trong vòng khoảng 1 tháng thôi chứ không hơn đó. Thì bà con thấy nó vô ụ hết rồi đó. Đó, bà con thấy không, nó không có quậy không có quậy ở đây, tức là ý em nói là nó không đi lang bang, không có bệnh. Còn nếu như nó đi lang bang ở ngoài, nó ngoài cái giá thể đó đó, thì nó đã là mắc bệnh rồi nha bà con. Thì bà con phải thường xuyên theo dõi nó để mình biết mà cách chăm sóc. Thì cái video trước em cũng đã có chia sẻ với bà con đó là cái chăm sóc như thế nào đối với con lươn nhỏ và cái con lươn mắc bệnh đó. Thì bây giờ em cũng nhắc lại với bà con như thế này. Thứ nhất thì bà con hãy thường xuyên bổ sung vitamin và men tiêu hóa cho nó,
vitamin ở đây là mình sử dụng vitamin C nha bà con. Dạ. Thì cái mực nước như thế nào? Mực nước thì bà con lúc nào cũng vậy, canh con lươn nhỏ và con lươn lớn cũng y như nhau thôi. Con lươn nhỏ và con lươn lớn thì cái mực nước lúc nào nó cũng phải còn 1/3 đuôi nó nằm ở dưới nước được nha bà con. Lươn nhỏ hay lươn lớn thì cũng thế. Đó. Chứ không có để nhiều nước quá, nhiều nước quá thì con lươn mình nó bơi nó lội không mà nó mệt lắm, nó không có cái điểm tựa. Đó. Và đặc biệt phải có giá thể, mà giá thể ở đây á là một là bà con nên sử dụng là cái ni lông, hoặc là bà con có thể sử dụng là cái những cái lưới thưa đó, lưới mà để giăng gà rồi đó thì bà con sử dụng, hoặc có thể bà con sử dụng tre nứa như thế này đó. Thì tre nứa là nó tốt là tại vì á bà con biết như thế nào, cái tre lứa thì nó không có cái chất độc á, nó không có chất độc, nó không phải giống như bà con sử dụng trà bạch đằng hay gì đó là nó không tốt, nó có cái chất trong đó, chất dầu trong đó thì không tốt cho con lươn của mình nha bà con. Rồi cho ăn như thế nào đây, cho ăn một ngày mấy cử đó, thì bà con cho ăn một ngày một cử thôi nha, tại vì mới bắt về với nó còn nhỏ thì bà con không nên cho ăn nhiều. Và nếu như bà con muốn cho ăn nhiều thì bà con phải ăn nhiều cử, và mỗi một cử thì nó ít thôi. Mà biết như thế nào đủ, biết như thế nào thiếu thì bà con cho ăn một lần là bà con sẽ biết. Ví dụ bà con cho ăn mà cái máng ăn, cho ăn rồi trong khoảng một tiếng đồng hồ mà máng ăn nó còn nhóc hết trơn thì bà con phải biết liều lượng cho cái đợt sau ít lại. Đó, thì mình phân ra như thế thì mình biết được cái sức ăn của cái bầy lươn của mình là như thế nào. Đó, như ví như là bầy lươn này đi, là cho ăn rồi đó mà nó còn dư thức ăn vậy đó, thì phía sau bà con phải cho ăn nó ít lại, để cho khi vừa ăn con lươn mình ăn là nó vừa đủ thôi, nó không có dư thì nó sẽ làm nước nó bị hôi thối, nó mau đục đó. Thì bà con biết rồi đó, nuôi thủy sản mà nếu như nước đục thì cái nồng độ oxy trong nước, tan trong nước nó rất là thấp, mà thấp như thế thì cái con lươn mình nó hô hấp nó không có oxy, đủ oxy thì cái hệ hô hấp nó rất là yếu đó. Hệ hô hấp yếu thì dẫn đến hệ tuần hoàn nó cũng yếu luôn, mà hệ tuần hoàn yếu thì dẫn đến hệ tiêu hóa nó không có được tốt đó. Thì cái oxy là cái vấn đề rất là quan trọng trong cái ngành chăn nuôi, và đặc biệt là chăn nuôi lươn thì thủy sản nói chung đó, nhưng mà lươn thì nó càng oxy nó cũng không có đến nỗi là nhiều, tuy nhiên nếu như thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng nha bà con. Đó, thì bà con phải làm cái giá đỡ như thế, và ở trên cái giá đỡ này á thì mình phải có cái ống nước để mình giữ thức ăn lại, mình cho con lươn mình nó ăn. Thì cái dòng cung của cái ống nước này nó bằng với cái giá thể đó, giá thể mà của con lươn con, để con lươn nó tập trung vào đó mà nó ăn thôi nha bà con, chứ thức ăn nó không có trôi dạt bền bồng theo mi sông nước được đó, phải tập trung lại một chỗ đó, thì lươn mình nó ăn nó mới đều đó. Thì bà con nếu như bà con nào mà ở nhà dành thời gian nhiều cho nó thì bà con nên phân ra nhiều cử, vật nuôi nào cũng thế, phân ra nhiều cử thì nó sẽ mau lớn thôi đó. Thì ngoài thức ăn này ra thì bà con phải thường xuyên bổ sung cho nó là cái trùng chỉ, trùng quế, bây giờ thì cho ăn trùng quế được rồi chứ khỏi trùng chỉ thì nó lại tốn kém nữa, thì mua trùng quế cho nó ăn thôi, trùng quế trộn vô thức ăn cho nó ăn đó, thì cho ăn vừa thôi, chứ trùng quế thì bà con biết là cái đạm nó cao lắm, ăn dư đạm thì cái con vật nuôi nào nó dư đạm nó cũng xảy ra bệnh hết trơn nha bà con. Thì đôi lời em chia sẻ với bà con như thế, thì rất mong là bà con hãy nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ cho tinh thần của em nhé. Thì like ai cũng thế, like em cảm ơn nhé. Nha bà con, thì chúc bà con chăn nuôi thành công.
và thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nhé.